là nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối. Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu rồi còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái, cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười, những cam dỗ ấy tan theo mây trời. Chờ dần mình nhận ra đường về xa quá, đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta. Ôm bao xót xa, trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã ghép lại. Ủa, con dậy rồi đó hả? Má Diên yếu á, đưa Trúc Trà đi bệnh viện gấp, thấy con còn ngủ nên không có đánh thức. Trúc Trà nó bị sốt siêu vi, bác sĩ bắt phải nằm lại. Còn Hiếu phải ở lại canh chừng nó. Má về nhà lấy đồ cho ông Trúc Trà. Họ chỉ kiếm cớ để ở bên nhau thôi. Nói gì là vậy Chiêu Dương? Má lúc nào cũng tin nó. Má có tin con không? Hả? Má không hiểu con nói cái gì luôn á. Má, Trúc Trà là một đứa sống hai mặt. Nó là một đứa giả tạo, lúc nào cũng làm ra vẻ ngoan hiền để mọi người yêu thương nó. Má có biết là má đang bị lợi dụng lòng tốt hay không? Hiện bây giờ nó còn tìm cách quyến rũ chồng con nữa kìa. Con ơi, đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho Trúc Trà. Trúc Trà không phải là hạng người như vậy. Con có bằng chứng chứng minh chồng con với Trúc Trà vẫn còn vụng trộm với nhau. Bằng chứng? Má coi đi. Con quay cái này từ khi nào vậy? Lâu rồi, con không muốn nói thôi. Má nhìn kỹ đi, nửa đêm chồng con mò qua phòng nó để làm cái gì? Rồi nó còn choàng tay kéo cổ chồng con xuống giường nữa. Nó làm cái gì vậy? Không thể, không thể nào như vậy được. Cẩn thận đó mẹ. Anh, để em đỡ mẹ phụ anh nha. Nè, cô bỏ ra coi. Thôi mà, em phụ cho. Còn nó bỏ ra đi. Làm gì dữ vậy? Còn lại định đi nữa hả? Dạ, con sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ. Mẹ, mẹ chỉ cần giữ anh Quý một đêm nữa thôi, mọi chuyện còn lại để con lo cho. Ừ, được rồi. Còn cô nữa, nếu rảnh quá thì dọn dẹp cái này đi. Bê bối à, không ai dọn dẹp cho cô đâu. Mẹ, con có nấu cháo sẵn đó. Khi nào mẹ đói á thì mẹ ăn, chứ đừng có ăn đồ ngoài vỉa hè nha. Có con ở nhà thì nấu cháo cho mẹ ăn, chứ mà con không có ở nhà thì mẹ ăn bậy ăn bạ chứ biết sao giờ. Con thấy á, mẹ không thích hợp cuộc sống trên đây đâu. Khi nào mẹ khỏe con đưa mẹ về quê. Không,
Mẹ không đi đâu hết trơn á, mẹ ở đây với con đó. Ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha con. Đây đây, anh Đúc là phải ăn cho hết nha, ăn không hết là bị đòn đó. Nè em. Thôi, đưa đây. Dạ. Mày đút cho. Để đó mẹ. Dạ. Con gọi điện cho ông Quý. Vợ đang bệnh nè, về chăm vợ đi. Con gọi rồi má, nhưng mà nó về không được. Mà ở đây có con với má chăm sóc cho Trúc Trà ổn rồi. Sao Quý nó không chịu về? Nó nói là mẹ nó nhập viện nên nó không về được. Con có chắc không? Chà, sao má hỏi lạ vậy? Hồi nãy con gọi cho nó nói vậy, chứ con đâu dám bịa chuyện. Thôi được rồi, ở đây có má lo cho Trúc Trà. Con về nhà với vợ đi. Thôi con ở đây, để coi má với Trúc Trà có cần gì nữa không, từ từ con về. Má nói con về là về đi. Anh, má nói vậy thì cứ về đi, đừng có lo cho em nữa. Vậy thôi anh về nha, con về nghe má. Trưa nay, chở vợ con đi ăn đi. Con ít có thời gian bên cạnh Chiêu Dương, nên khi có cơ hội á thì chăm chút cho nó đi. Dạ má, tụi con tự lo liệu được mà. Anh về nha. Bye bye. Ráng ăn cho hết vô đó. Không lẽ hai đứa này nó có tình ý với nhau thiệt sao? Dương ơi, bà xã ơi, em lại đi đâu nữa rồi? Gì vậy? Đứng đây mà kêu gần chết luôn không nghe. Tìm em làm gì? Sao anh không ở luôn ở trong đó chăm sóc cho nó đi? Nói gì kỳ vậy? Không lẽ em dặn cái chuyện anh đưa Trúc Trà vô bệnh viện hả? Anh tưởng tôi đuôi sao? Tôi thấy hết đó. Cả đêm anh không ngủ, anh trằn trọc, anh lo lắng cho nó. Anh nằm trên giường với tôi mà cái hồn anh ở bên phòng của nó đó. Em ghen tuông bậy bạ quá. Tuông mắc mớ gì tôi phải ghen tuông hết. Tôi thấy ngứa mắt, suốt ngày cứ ổng a ổng ẹo, yếu đuối bên cạnh anh. Tại sao lúc nào em cũng khó khăn với Trúc Trà vậy? Cô ấy không xấu xa như em nghĩ đâu. Ừ, Trúc Trà không xấu xa, tôi mới là người xấu xa chứ gì. Anh muốn nói gì anh cứ nói ra đi, tôi sẵn sàng ra đi như anh lại cho nó luôn đó. Chiều Dương, em... Anh bù ra. Nè, nghe nói nè, nghe nói em mà cứ ghen tuông mù quáng như vậy, không những làm tổn hại bản thân mà còn làm tổn thương người khác nữa. Kệ em. Chiêu Dương, nghe nói em bình tĩnh, giữa anh với Trúc Trà không hề có chuyện gì hết. Anh chỉ coi cô ta là em gái. Ừ, cũng có thể là như vậy. Nhưng nó coi anh là người tình. Cái cách nó nhìn anh, cái cách nó chăm sóc cho anh, không thể nào là em không nghi ngờ được. Tại sao dạo này em cứ nóng nảy đa nghi? Em không còn tự tin như ngày xưa nữa. Một người đàn bà không tiền, không quyền lực thì dựa vào đâu mà có sự tự tin? Em vẫn bị những thứ quyền lực đó ám ảnh. Nó đã chi phối cuộc sống hiện tại của em. Đúng, em vẫn còn nghĩ tới những thứ đó, những thứ mà em đã từng có trước đây. Em nghe nè anh. Em đã hết sốt chưa mà đòi xuất viện vậy? Em cũng đỡ rồi, xin bác sĩ cho về nhà. Vì em mà má bỏ bê công việc ở nhà, cho nên về nhà uống thuốc theo dõi cũng được mà anh. Anh cũng đưa mẹ về rồi, ngày mai nếu mà mẹ bớt á, anh sẽ về dưới thăm em. Anh đừng có lo cho em ở đây có má rồi.
Anh lo cho mẹ đi nha. Ừ, anh biết rồi, để anh tính. Em với má đang chờ anh Hiếu tới đón. Có gì về tới nhà rồi em gọi cho anh nha. Ừ. Bye anh. Anh đứng lại đó cho em. Em lại kiếm chuyện gì nữa đây? Anh không được đi đón nó, để nó tự về. Em đừng có quá vô lý như vậy được không chứ Dương? Em lúc nào mà không vô lý? Chỉ có mấy người là luôn có lý đúng không? Em quá nhỏ mọn. Anh không những đi đón Trúc Trà mà anh còn đón má nữa kìa. Anh nói đi, anh chọn em hay là Trúc Trà? Em bị khùng hả? Sao tự nhiên bác lựa chọn như vậy? Em là em, Trúc Trà là Trúc Trà chứ. Anh đừng có nói quanh co nữa. Bây giờ mà anh bỏ đi là em bỏ anh luôn cho coi. Đừng bắt anh chọn. Anh không thể chịu em vô lý như vậy đâu. Hiếu, anh... Cái gì anh... mà hai vợ chồng bay la lối sùm vậy? Tới bên nhà tao còn nghe nữa. Con đi đón má con với Trúc Trà ở bệnh viện về, mà chị Dương nhất quyết không chịu cho con đi. Bay sao kỳ vậy Dương? Con bị điên đó được chưa? Con làm ơn đừng có xen vào chuyện của tụi con. Em ăn nói với cô Hằng vậy hả? Thiệt con nhỏ này hết nói mà. Cô Hai cũng đừng có giận vợ con. Dạo này cậu cứ như bị ma ám vậy, lúc nào cũng cáo gắt khó chịu. Thôi con đi đón má con nha cô Hai. Ờ đi đi con. Dạ. Mẹ à, mẹ ngồi dậy ăn miếng cháo đi cho tỉnh. Cháo trắng hả? Sao mẹ ăn nổi? Mẹ bị rối loạn tiêu hóa, không có ăn gì khác ngoài cháo trắng được đâu. Mẹ đau hả? Bủng rủng tay chân vậy nè, làm sao mà mẹ ăn nổi? Mẹ nè, mẹ đang bệnh trong người đó, nên mẹ phải nghe lời con. Ăn miếng cháo đi, rồi còn uống thuốc đúng cử nữa, như vậy mới hết bệnh được. Ăn miếng đi mẹ. Nè. Dạ. Mẹ đang bệnh đó, con không được đi đâu đó nghe. Con mà đi á, lỡ đêm hôm mẹ có chuyện gì thì mẹ biết kêu ai đây? Con đi lấy nước cho mẹ. Mẹ uống nước đi. Tí nữa mẹ cứ vô phòng con mà nghỉ. Thôi được rồi, mẹ nằm ở đây, để giường đó cho con ngủ. Mẹ ráng ăn cháo nha, rồi uống thuốc. Con vô phòng trước. Mẹ, hay là mình xài chiêu cũ đi mẹ. Chiều cũ là chiêu gì? Thì bỏ thuốc ngủ đó. Nó ngủ rồi á thì cô làm ăn gì được nó? Ờ cũng đúng ha. Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Chỉ cần á ảnh chạm vô con một lần thôi, đảm bảo với mẹ là có cháo bồng liền luôn đó mẹ. Cô muốn có tiền á thì tự nghĩ ra cách đi. Giờ cách gì đây, con cũng không biết nữa. Con có một cách này nè. Trời ơi, nhà mình vừa xảy ra cái chuyện gì vậy? Gì vậy má? Ủa? Trời ơi, Chiêu Dương đâu? Có ai đánh nhau hả má? Thôi chết rồi, Chiêu Dương ơi. Chiêu Dương ơi. Chị Dương ơi. Chiêu Dương. Ôi trời ơi. Con nè, mọi người làm gì la sùm vậy? Má tưởng con bị gì, mà con có sao không? Con bình thường mà. Sao ấm trà lại bị bể vậy? Chắc con mèo nó chạy ngang qua thôi. Thôi không sao vậy là được rồi. Trúc Trà, vô phòng nghỉ đi con,
để má dọn dẹp mấy cái miếng chai này, đạp đứt chân là nguy á. Đi. Dạ thôi má với ra vô nghỉ đi, để con làm cho. Coi chừng, đi đi, cẩn thận. Tại sao lại làm như vậy? Anh nói gì em không hiểu. Em cư xử lạ quá. Đôi lúc anh không còn nhận ra em nữa. Chắc anh thất vọng về em lắm. Anh thất vọng bản thân anh. Tình yêu của anh không đủ lớn để khiến cho em hạnh phúc. Thất vọng vì cứ mãi nỗ lực cho một gia đình yên ấm, nhưng mà luôn bị nghi ngờ. Tình cảm của hai đứa nó rạn nứt vì không còn niềm tin dành cho nhau, hay là có người thứ ba? Anh lại đi hả? Anh đi để tránh cho em khỏi bực bội. Không phải vì em, mà là vì Trúc Trà. Anh không muốn cô ấy gặp rắc rối với em. Kiểu nào em cũng nói được hết. Anh thua em. Anh thua em vì em nói đúng tim đen của anh. Anh không tranh cãi với em nữa. Anh đi đây. Anh không chia tay với người tình cũ của anh sao? Má. Hả? Con đi làm cho má. Ủa? Sao đi vội vậy con? Đợi má nấu cơm đi, ăn rồi hãy đi. Dạ, tại trên công ty có việc gấp nên gọi con lên liền mà. Vậy thôi con đi đi ha. Dạ. Nè, nhớ gọi điện về thường xuyên hỏi thăm vợ con nha. Dạ. Má, ở nhà má chăm sóc cho Trúc Trà, thỉnh thoảng cũng để vợ con giùm nha má. Ừ, má biết rồi. Dạ, thôi má con đi. Ừ. Anh đi. Thank you.
Nè, nè. Nè cái gì mà nè? Cô làm cái gì vậy? Anh ngủ với em đi, có sao đâu. Gì vậy? Nè. Nè cái gì vậy? Thả tôi ra. Sao anh ngu quá vậy? Cái gì? Thả ra, cô nói tôi ngu hả? Mẹ anh cho phép, em cũng cho phép. Như vậy không phải ngu với lại gì nữa. Thôi mà. Nè. Nha. Cô đánh ra đi. Nè. Anh làm gì đi vậy? Đi à. Đi à, anh Quý à. Đi ra ngoài. Cơm con. Dương ơi, ra ăn cơm đi con. Ăn đi con, bữa nay có hai mẹ con mình ăn thôi. Chút nữa Trúc Trà ăn cháo. Sao mà không kêu nó ra đây luôn đi, mắc mớ gì phải hầu nó. Con, nói chữ hầu khó nghe quá à. Người trong gia đình, em nó đang đau bệnh thì má chăm sóc nó thôi. Nó luôn tỏ ra yếu đuối, cũng là cách để lấy lòng thương hại từ người khác. Má tin con đi, nó không có ngoan hiền như cái vẻ bề ngoài của nó đâu. Có lần con nghe nó nói chuyện với anh Hiếu, nó nói là nó hối hận khi lấy Kỳ Quý. Bây giờ nó chỉ muốn quay lại với anh Hiếu thôi đó. Trời đất ơi, có thật như vậy không con? Hay là con nghe lầm? Con không có nghe lầm đâu, chính tai con nghe thấy. Không có lửa thì làm sao có khói được. Con không có ghen bậy bạ. Con nói rồi đó, má đừng có nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Bộ má muốn nó cướp luôn chồng của con gái má sao? Có ai ở nhà không? Ra nhận hàng đi. Ai gọi vậy ta? Có ai tên Chiêu Dương ra nhận hàng nè. Hình như có ai gọi tên con ngoài cổng á. Dạ chào, chào em. Chị, chị ký tên nhận hàng giùm em nha. Ủa sao không có tên người gửi vậy em? Dạ em không biết nữa, nhưng mà đúng địa chỉ nhận hàng rồi, chị ký giùm em nha. Cho chị gửi. Dạ em cảm ơn chị. Chà, thùng hàng bự dữ ta. Dạ. Ai gửi cho con vậy con? Con cũng không biết nữa. Chà. Ừ, toàn hàng giá trị không hả con? Con không biết ai gửi cho con luôn á hả? Dạ. Con vô phòng nha má. Là ai gửi vậy? Quà cho em hả? Em nhận được rồi à? Em nhận được rồi. Cảm ơn anh nha. Anh thấy em xanh xao quá, cho nên mua để em tẩm bổ. Sao lại quan tâm em nhiều vậy?
Với anh, em là một người phụ nữ rất đặc biệt. Em thấy mình không ra gì, sống còn không ra hồn nữa mà. Chiêu Dương à, em đừng tự ti như vậy. Ở trong mắt của anh, em là một người phụ nữ rất hấp dẫn, rất cá tính. Đôi khi em ước thời gian sẽ quay trở lại. Em không cần phải quay ngược về quá khứ, nhưng em có thể tiến tới tương lai. Em sẽ làm được. Có những ràng buộc vô hình khiến cho con người ta không thể nào bứt phá được. Xì xích vô hình trói buộc con người ta quẩn quanh. Đời người chỉ sống có một lần, tại sao không là chính mình? Em vẫn đang nghĩ, em vẫn đang tìm cho mình một lối thoát. Thời gian sẽ không chờ đợi ai. Một ngày trôi qua là vĩnh viễn. Dương ơi. Dạ. Ra ăn cơm con. Em cúp máy nha, em gọi lại cho anh sau. Chiêu Dương à, em hãy suy nghĩ những gì anh nói. Em biết rồi, bye anh. Bye em, hẹn gặp lại em. Dạ. Trúc Trà sao rồi? Đỡ sốt rồi, nhưng mà cũng còn phải uống thuốc. Tao cũng tính chạy về dưới nè. Chạy về dưới rồi mình tính sao nữa? Tao cũng không biết tính sao nữa. Mẹ tao với con nhỏ đó cứ ở trong chung cư vậy đó, không chịu đi. Bây giờ mà mày với Trúc Trà có chạy trốn đi đâu, cũng không thoát khỏi bà già mày được. Rồi chẳng lẽ bây giờ hai đứa mày chạy hoài vậy sao? Mẹ tao cứ bảo thủ như vậy, cộng thêm con nhỏ đó nữa. Mà tao thật không ngờ trên đời này á lại có dạng người kinh khủng như con nhỏ đó. Ê, hỏi thiệt nha, bộ nó tìm cách lên giường như mày hả? Ừ. Ừ, đến bây giờ tao còn thất kinh đi nè. Vậy lại chút nữa mày bị cưỡng hiếp rồi hả? Tao mà không chống trả quyết liệt á, coi như là xong rồi. Cao thủ đúng là quái. Mày nè. Mày giúp tao, đừng có kể chỗ này cho chú Trà nghe nha, má không chú Trà nghĩ lung tung đó. Mày sao vậy? Tao sợ Trúc Trà ở dưới cũng không yên. Ý mày là sao? Chiêu Dương cổ ghen, tao giải thích cỡ nào cô cũng không nghe. Mày đừng trách Chiêu Dương, ngay cả tao nè, tao còn ghen nữa, huống hồ gì là Chiêu Dương. Tại hai người mày không tự tin vào bản thân, cũng không tin tưởng đối phương cho nên mới ghen tuông lung tung vậy thôi. Hiếu nè, đến bây giờ mày vẫn không tin là Trúc Trà còn yếu mày sao? Đó chỉ là tình cảm anh em. Khó lắm, người ngoài nhìn vô thì thấy như vậy, nhưng người trong cuộc như tao và Chiêu Dương thì nhìn thấy khác Hiếu à. Đối với tao, Trúc Trà rất quan trọng. Vì tình yêu nên tao luôn muốn nhìn thấy cô ấy phải thật hạnh phúc. Và mày sẽ là người mang lại hạnh phúc đó cho Trúc Trà. Khó lắm, giờ tao chỉ ước gì là tao với Trúc Trà có một đứa con thì tình hình sẽ khác rồi. Mày đừng có lo lắng quá, nếu mà đừng cùng thì hai vợ chồng mày sinh con nuôi cũng được mà. Nói như mày thì dễ quá, nhưng mà mẹ tao kìa, mẹ tao không chấp nhận chuyện đó. Mẹ tao không chấp nhận chuyện tao nuôi con của người khác, mày hiểu không? Vậy thì chịu, ráng chờ đi, từ từ rồi con mày cũng sẽ ra đời thôi. Chờ. Trúc Trà. Trúc Trà ơi,
Vậy ăn miếng cháo rồi uống miếng thuốc nè con nha. Dạ. Hình như là trong thuốc hạ sốt á, có chứa nhiều thuốc ngủ hay sao, còn uống vô là con ngủ như chết vậy đó. Đúng rồi, tại vì con mệt quá mà. Rồi bây giờ nè, ăn xong miếng cháo rồi uống thuốc rồi ngủ tiếp nữa nha. Dạ. Vừa miệng không con? Ngon lắm má. Trúc Trà nè. Dạ. Má có chuyện này muốn hỏi con. Má hỏi đi má. Có khi nào con hối hận khi quyết định lấy thằng Quý? Câu hỏi của má con khó trả lời lắm phải không? Dạ. Dạ con, con không biết mình lựa chọn như vậy có chính xác hay không. Cho dù sự lựa chọn ban đầu của con là gì thì giờ cũng đã có điểm kết thúc. Con nên toàn tâm toàn ý với gia đình của mình. Con không biết vì sao má lại hỏi con những điều này. Con đã làm gì sai hả má? Má già rồi. Con ruồi nó bay ngang là má biết ngay con ruồi đực hay là con ruồi cái rồi. Con tưởng má không biết sao? Dạ con. Cho dù con có nối tiếc tình cảm của con với thằng Hiếu trước kia, nhưng mọi chuyện số mệnh đã sắp đặt hết rồi. Con nên chấp nhận đi. Dạ. Con vẫn đang sống với sự lựa chọn của mình mà. Con đâu dám làm gì quá giới hạn đâu. Con biết vậy là tốt rồi. Má không muốn có sự hiểu lầm nào giữa con và Chiêu Dương nữa. Con cũng biết đó, Chiêu Dương nó khổ nhiều rồi. Hy vọng cứu nó chỉ có tình yêu của Võ Hiếu. Con không biết là má đã nghe ai nói hay là má đã nhìn thấy những gì mà má nói với con những điều này. Con không bao giờ xen vô chuyện tình cảm của anh chị đâu. Con biết vị trí của mình mà. Nín đi con, má chỉ nói vậy thôi. Đừng có khóc nữa nha. Ăn đi con. Vô đi. Giám đốc ơi. Sao em? Phòng kinh doanh mới báo với em á là công nợ tháng này chưa có thu về được. Khách hàng lại hẹn à? Dạ. Nhưng mà đến hẹn lại lên á, tiền lương á đâu có khất lại được đâu. Giờ sao anh? Bên em không còn khoản nào sao? Em mới vừa chuyển tiền lên trên nhà máy á, để trả tiền nguyên liệu, rồi tiền mua máy nữa. Giờ á, không còn đủ tiền để trả luôn cho nhân viên nữa rồi. Thôi được rồi, chuyện này để anh giải quyết cho. Vậy anh cố gắng giải quyết nha. Trước giờ mình không có nợ tiền nhân viên, đặc biệt là anh em trên nhà máy á. Anh biết rồi, anh sẽ chuyển khoản cho em ngay trong ngày hôm nay. Dạ. Sếp nè. Mấy nay nhà anh có chuyện gì hả? Xem lại hỏi anh vậy. Thì em cứ thấy anh về quê hoài à. Em tưởng anh lên nhà máy. Em gọi lên nhà máy đâu có anh đâu. Ủa, bây giờ đi đâu là anh phải báo cụ thể cho em biết sao? Đâu có đâu. Người ta chỉ là quan tâm đến anh một xíu thôi à. Nếu mà anh bận quá thì anh cứ báo em. Em sẽ thay anh khất lương cho nhân viên. Thôi được rồi, anh tự lo được. Em về làm việc đi.
Vậy thôi, em đi về làm việc nha. Ừ. Mày đang đâu vậy? Ủa, có chuyện gì gọi tao gấp vậy? Tài khoản riêng mày còn bao nhiêu? Tao không biết nữa, để tao kiểm tra lại. Mà có chuyện gì vậy? Kế toán mới báo tiền chưa về kịp, nên không có đủ tiền để phát lương cho anh em. Tao còn hơn 500 triệu trong tài khoản. Nhưng mà mày cần không? Tao còn sổ tiết kiệm nữa. Tao còn gần 1 tỷ vậy cũng ổn. Mày chuyển qua cho tao đi, tao gom tiền chuyển cho kế toán luôn. Có bao nhiêu tiền đầu tư hết vô ba cái thiết bị máy móc trên nhà máy, nhiều khi cũng kẹt thiệt. Mình còn tiền của khách hàng nữa, tại cuối năm lu bu quá người ta chưa trả cho mình thôi. Thì biết vậy nên mới phải tự xoay sở nè. Cũng may á là công ty của mình tự thân vận động, không có vay nợ ai, không phải nợ ngân hàng. Thôi thôi, tao sợ nợ lắm. Mấy năm đầu phải vay, trả hết rồi. Bây giờ có nhiêu gói gọn bấy nhiêu thôi. Tao thấy bây giờ doanh nghiệp nhỏ lớn gì á cũng chết hà rầm mà. Kinh tế bất ổn mà. Nè, vừa rồi mày có đọc báo không? Một ông giám đốc bệnh viện lớn đi dây xã hội đen có 500 triệu thôi. Vậy mà tụi nó mang mã tấu lên uy hiếp ổng tại bệnh viện nơi ổng làm việc luôn. Con người bây giờ manh động quá. Càng tránh xa rắc rối với tụi xã hội đen càng tốt mày à. Rồi xong rồi đó, mày kiểm tra coi tiền vô chưa. Rồi tao nhận được rồi. Để tao chuyển qua cho kế toán luôn. Ừ. Trà. Dạ cô hai. Con chưa được khỏe, sao không ở trọng nghỉ mà ra đây làm vậy? Dạ con khỏe rồi, con làm được mà cô hai. Má bay đâu? Đi chợ chưa? Cô gửi mua đồ. Dạ má con đi rồi. Giờ này mà con Chiêu Dương nó còn ngủ. Thiệt má bay bất công ghê vậy. Một đứa thì cưng như trứng, còn đứa thì gánh vác đủ thứ hết trơn. Có gì đâu cô. Chị con xưa giờ không quen làm việc nhà, còn con thì làm từ nhỏ nên con quen rồi. Lẽ ra bay với thằng Hiếu là một cặp xứng đôi đó. Con thì ngoan hiền hiếu thuận, cô thích con hơn đó. Còn Chiêu Dương hả? Từ đầu nó đã gây ấn tượng xấu trong lòng cô rồi. Từ lúc có người tới đây tố cáo nó chiếm đoạt tài sản của người ta. Cô nên bỏ qua chuyện quá khứ cho chị đi. Quan trọng là bây giờ chị và anh Hiếu sống hạnh phúc. Ôi, hạnh phúc cái gì bay ơi. Nó cãi giả nhau hoài à. Mà cô ghét nó nhất là cái tội á. Nó làm cho thằng Hiếu suy sụp, rồi nghiện ngập nữa. Đi tù 3 năm lận. Tưởng đâu là dứt khoát tình cảm được rồi, có ngờ đâu thiếu nợ tới giờ luôn á. Thôi cô đừng có nói như vậy. Má con mà nghe được má con buồn đó. Dù gì chị Chiêu Dương cũng là con ruột của má con mà. Thì tao nói với bay, chứ có nói với má bay đâu. Má bay là người tốt. Từ ngày làm dâu cái nhà này tới giờ á, không có mít lòng ai hết á. Còn con Dương á, nó không giống bà chút nào hết trơn đó. Nếu người ngoài họ nhìn vô á, tưởng con là con ruột đó. Bà giống má bà hơn. Chị hai, mới qua chơi hả? Má. Ừ, đi chợ mới về hả? Dạ, thấy người ta bán heo mọi ngon quá. Em mua cho chị nửa ký nè. Đem về bển kho đi chị. Ngon nghe. Heo mọi này á, mà xào lăn với nước cốt dừa, rồi chấm với bánh mì, còn gì bằng nữa. Rồi, nhất sách luôn á chị. Tính qua đây á, nhờ mợ mua giùm ký đậu xanh về đang nấu chè cho mấy đứa làm nó ăn buổi trưa. Dạ. Thôi khỏi đi, để một chút tôi chạy ra ngoài tiệm tạp hóa rồi tôi mua cũng được. Dạ. Tôi về nghe. Dạ chị. Cô về nghe con. Dạ cô hai về. À má. Hả? Má đem giỏ ra ngoài sau đi. Con quét sân xong á, con vô phụ má soạn nha. Ừ, con lo chuyện bếp rút cho má đi. Má còn phải đóng hàng cho khách nữa. Dạ. Cô đã độc chiếm ba tôi một khoảng thời gian dài. Lẽ ra người mà ba tôi chăm sóc phải là tôi mới đúng. Cô cũng từng có một khoảng thời gian mặn nồng với chồng tôi. Bây giờ cô còn rắp tâm chiếm luôn má ruột của tôi sao? Chị có chuyện muốn nói với em.
Dạ em nghe nè. Trúc Trà, chị biết em và anh Hiếu cũng đã từng có thời gian yêu nhau, thậm chí cũng đã từng có ý định đi đến kết hôn. Nhưng rồi sau đó em đã nhường anh Hiếu lại cho chị đúng không? Em biết là anh Hiếu yêu chị rất là nhiều. Chị với ảnh xứng đôi hơn em. Nhưng mà cho dù bất cứ lý do gì, chị cũng phải cảm ơn em. Nhưng mà em có biết chị sống và ra khỏi tù là nhờ anh Hiếu. Tình yêu của anh Hiếu là động lực lớn nhất để cho chị sống tiếp tục. Vì vậy em cũng mong là hai anh chị sống hạnh phúc bên nhau. Có thật là câu nói này xuất phát từ đáy lòng của em không? Em nói thật mà chị. Vậy thì em làm ơn giúp chị đi. Dạ, em giúp được chị chuyện gì? Em hãy rời khỏi căn nhà này. Em hãy quay về với chồng em đi. Đừng để anh Hiếu phải lo lắng cho em nữa. Hiếu, Trúc Trà bỏ nhà đi rồi. Hả? Hôm qua con đã nói gì với nó mà nó phải bỏ đi? Có phải con đuổi nó đi không? Sao lúc nào nó cũng đổ lỗi cho con hết vậy? Bây giờ nó đi vậy đó, mày không chút lo lắng gì cho nó hả? Riết rồi cái nhà này lúc nào cũng binh vực nó hết. Cái gì cũng Trúc Trà. Tôi thì cầu cho nó chết luôn đi. Nè, báo người ta. Thủ la lên coi. Đã lên. Em la lên, coi thằng nào tới cứu em. Tụi anh ở đây bị nhiễm HIV hết rồi. Ra đi. Mày mà tìm cách chống cự, tao cào mày cho coi. Thả tôi ra đi. Bình tĩnh ra. Cảm bẫy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin một lần nữa, ta sẽ nguyện yêu mãi đến mai sau, chẳng còn những thương đau vì ta bên nhau, đi đến bên mơ hạnh phúc. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay anh để đón anh.